Tập 35. Làm sao người khác biết được đã xảy ra chuyện gì được? Vậy ngươi nói ta nghe, tại sao ngươi lại xuất hiện ở vách núi trùng hợp như vậy? Đệ tử mặt ta, bên tâm của Bảo Phí Nhi công nhận người cha này. Ta buồn bực trong lòng, nên ta muốn trở về nơi chúng ta từng chơi với nhau lúc còn nhỏ, trở về Tiêu quận. Thâm tâm của ta sẽ dễ chịu hơn phần nào. Hơn nữa, nếu ta muốn giết chết sư phụ thì tại sao phải giữ sư phụ lại, cho người ngã thẳng xuống chẳng gọn lẹ hơn hay sao? Nguyên quá, bây giờ đệ đang bị lửa giận làm cho mụ mị. Nhìn ta đi, ta vẫn là Ngô Thành đó. Ta vẫn là vị sư huynh của đệ, lớn lên bên đệ từ nhỏ. Dù ta trở nên xấu xa tới độ nào, ta đối xử với sư phụ thế nào, đệ biết rõ mà. Ông ấy như cha của ta, sao ta có thể tự tay giết chết cha ruột của mình? Đừng mà, ngươi thật khéo dảo biện. Thả cha con ra, thả cha con ra. Phí Nhi, Nguyên quá, thả cha con ra. Nếu đệ không tin ta, thả cha con ra. Đệ giết ta đi, thả cha con ra. Ngô Thành, ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Dù ngươi có nói thế nào, ngươi làm gì trời thấy hết. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi với cha của ta thì hãy hối lỗi sửa sai, làm người tử tế. Để yên tâm đi, cha ta trên trời linh thiêng sẽ nhìn vào ngươi. Phí Nhi, Phí Nhi. Nguyên quá, ta biết chàng bực bội trong lòng, chàng hãy phát tiết ra đi. Ta biết không phải chàng tin những lời Ngô Thành nói, chỉ là không muốn tin Ngô Thành cố ý làm. Nếu đó là sự thật thì còn khiến cho chàng đau khổ nhiều hơn, phải tự tay giết chết hắn. Chàng cứ phát tiết ra đi, có thể sẽ dễ chịu phần nào đó. Nguyên quá, sau khi quan tướng quân Cố Thủ Công An đã thống lĩnh quân đội Kinh Châu đóng quân ở Giang Lăng, tiến quân tới Tương Dương, Phàn Thành. Thủ tướng của Phàn Thành Tào Nhân cố thủ không ra. Tào Tháo phái tả tướng quân Du Cấm chi viện. Sang bằng Ngô Thục chấn Hưng Hán Thất. 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 Quay về. Bấm báo Ngụy Dương, coi làng phía trước hình như có ôn dịch, lề đường chất đầy xác chết, không nên nán lại đi lâu. Từ đây tới ngôi làng kế tiếp còn bao xa? Nơi này bao nhiêu? Chắc đêm nay không thể tới kịp được. Ngụy Dương, nơi này cách phạm vi thế lực của Quan Vũ không xa, tốt nhất đêm nay nên đóng quân ở nơi đáng tin cậy, đề phòng Quan Vũ dùng khỏe ứng mệt tập kích lúc nửa đêm. Truyền lệnh tới ba đạo quân, cứ đóng quân ở ngay tại chỗ đi. Rõ.
Hôm nay Ngụy Dương mở hội nghị trước chiến đấu, thương thảo chiến lược chiến dịch vô cùng tuyệt mật. Các ngươi nhất định phải làm tròn bổn phận, đảm bảo an toàn. Rõ. Người không phận sự không được phép vào. Ta được Tào Tháo cho phép, có thể tự do ra vào. Tào Gia, tên của Ngụy Dương có thể cho ngươi gọi thẳng hay sao? Ngụy Dương. Ngụy Dương là ai? Ta chỉ biết mỗi Tào Tháo. Tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng. Nếu không vì nể mặt Ngụy Dương, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Thật không ngờ Tào Tháo lại có lũ chó trung thành như các ngươi. Thật nực cười. Ngươi, Hạ Hầu tướng quân, xin đừng lỗ mãn. Cái này được Ngụy Dương mời tới, đã hạ lệnh không được làm khó hắn rồi. Ngài tuyệt đối đừng lỗ mãn. Người đâu, bắt trói hắn lại. Tự ý xông vào trọng địa quân sự, xử theo quân pháp. Hạ Hầu tướng quân, nếu Ngụy Dương mà biết thì phải làm sao đây? Không phải sợ, ta giúp Ngụy Dương diệt trừ mối hậu họa cần kề, là lòng trung thành. Ai là mối họa? Ngụy Dương, bái kiến Ngụy Dương. Ngụy Dương, Hạ Hầu tướng quân cũng chỉ thấy hội nghị lần này quá hệ trọng, nếu người khác có mặt chỉ sợ sẽ tiết lộ quân cơ. Mạng của bản Dương còn nằm trong tay của hắn đó, hắn có thể lấy đi bất cứ lúc nào, còn sợ gì tiết lộ cơ mật? Hạ Hầu Dũng, ta hỏi ngươi, lúc hành quân ta đã dặn dò ba đạo quân Thiên Lai có thể cầm kiếm tự do ra vào, Tào doanh ta chưa? Dạ rồi. Người đâu, xử trí Hạ Hầu Dũng theo quân pháp. Ngụy Dương, Hạ Hầu tướng quân cũng chỉ một lòng trung thành thôi. Ngụy Dương, chém mạnh tướng trước trận chiến lớn sẽ bất lợi cho lòng quân. Ngụy Dương, Hạ Hầu tướng quân đã theo ngài nhiều năm, mặc dù có hơi lỗ mãn, nhưng mà luôn hết mực trung thành với Ngụy Dương. Xin Ngụy Dương cân nhắc. Hạ Hầu Dũng, bản Dương để mặt chúng tướng, tạm tha cho ngươi. Nếu còn tái phạm, quyết không tha. Rõ. Mau chạy đi, kẻ cướp lương thực tới rồi. Đồng hương, kẻ cướp lương thực tới rồi, chạy mau. Đồng hương. Đồng hương à, ta là đại phu, ta đến để khám bệnh cho mọi người mà. Mọi người chạy gì chứ? Bọn ta hết lương thực rồi, toàn bộ lương thực đều bị lính cướp hết rồi. Các người đừng tới nữa. Quỳnh xem, ta là đại phu thật mà. Đây là hòm thuốc của ta. Ngài là đại phu thật sao? Quỳnh nghĩ xem, ta có một mình, làm sao mà cướp lương thực của mọi người? Vậy thì mời vào. Sao nơi đây toàn như vậy chứ? Mẹ, Tào Tháo và Quang Vũ, ai là người tốt, ai là kẻ xấu vậy? Ngốc quá. Người tốt, kẻ xấu trên đời này đâu có dễ gì phân biệt rạch ròi đâu con. Tại sao không phân biệt được? Mẹ là người tốt, vì Hỷ Liên là người tốt, Hồ Thúc Thúc cũng là người tốt. Vậy qua Thúc, con xem con, trước đây con quý Hoa Thúc lắm, bây giờ con không chịu nói Thúc ấy là người tốt. Cha nói nếu không tại Thúc ấy thì cả nhà chúng ta đã đoàn viên từ sớm rồi. Ai là cha của con? Ta nhắc lại với con một lần nữa, người đó không phải là cha của con. Mẹ, tại sao lại không cho con nhận cha? Con không muốn bị họ mắng là con quan nữa, không muốn bị ức hiếp đâu. Phí Nhi, con nghe lời của mẹ, hắn không xứng. Không được khóc. Phí Nhi, nghe lời mẹ đi, đừng khóc nữa. Cha đến đón con. Ngon lắm đấy, cầm lấy đi. Phí Nhi, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Đóng cửa lại. Nào, Minh Tâm, đã bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn còn hận ta sao? Ta cũng không dễ dàng gì. Ta có cái khó của ta. Những năm qua,
cứ hễ nhớ về nàng là thâm tâm của ta lại rất áy náy. Từng ngày của ta đều sống trong sự cắn rứt. Ngươi cút đi. Ta cút. Ta cút thì dễ mà. Nhưng mà ai chăm sóc cho hai người đây? Qua đà trong quân ngũ, sống chết không hay. Hỷ Liên, Hồ Bán Tiên thì đều đã mất. Kể cả qua đà phó thác hai người cho hàng xóm láng giềng, nhưng mà họ có thể chăm sóc chu đáo mọi bề sao? Hay là thế này đi, theo ta về kinh thành, cả nhà chúng ta đoàn tụ, để ta chăm sóc cho hai người. Người cút đi ngay. Minh Tâm, Phí Nhi, đuổi hắn ra ngoài cho mẹ. Đóng cửa lại. Mẹ, con muốn về kinh thành. Nếu con muốn về kinh thành thì đừng giận người mẹ này nữa. Vậy thôi, ngài đi đi. Được được, hôm nay ta về trước. Nàng đừng làm khó con nữa. Mẹ, mẹ đừng giận nữa mà. Được rồi, mẹ sai rồi. Mẹ không nên quát con. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà. Được rồi, đừng khóc nữa con. Đại chiến trước mắt, Ngụy Dương cũng chẳng thèm tránh mặt, cứ để cho kẻ thù tự do ra vào. Tạm không nói việc bố trí của quân ta sẽ bị tiết lộ, nếu ngày đó Thiên Lang nổi hứng giết Ngụy Dương thật, đại chiến mất tướng soái, lòng quân ắt loạn. Phải đó, ý nghĩa của Ngụy Dương chúng ta sẽ có thể đoán được. Ngụy Dương đến. Tham kiến Ngụy Dương, miễn lễ. Ngụy Dương, quân tình của vùng này hôm nay tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, đợi đến ngày mai sẽ tiêu diệt Quan Vũ cả thể. Ngụy Dương, mặt tướng nghĩ vẫn nên nán lại ở đây thêm vài ngày nữa, đợt lương thảo đầy đủ, bởi quyết chiến với Quan Vũ cũng không muộn. Mới qua có vài ngày mà đã không đủ lương thảo sao? Lần di viện này gấp rút quá, cho nên quân nhu lương thảo chuẩn bị chưa đầy đủ, còn lại không nhiều. Lương thảo còn cho mấy ngày? Tầm 5-6 ngày nữa. Đủ rồi. Đủ rồi sao? Không tới 5-6 ngày chắc chắn sẽ hạ được Quan Vũ thôi. To gan. Dựng trại đóng quân, quân kỷ nghiêm ngặt, hãy gặp thường dân quấy rối chém thẳng không tha. Rõ. Qua đà, dân làng thế nào rồi? Bệnh của dân làng thì dễ chữa, có điều đói kém liên miên. Đừng nói là dinh dưỡng, có một miếng mà ăn là tốt lắm rồi. Sức khỏe của họ suy nhược như vậy, bình phục kiểu gì đây? Cho nên người có thể cứu họ chính là quân đội các người, chứ không phải là đại phu chúng ta. Dầu nóng là có thể cho rau vào rồi. Chậm thôi, cẩn thận nóng đó. Cẩn thận đó con. Hầm hầm rồi thì có thể bỏ muối vào. Dân ạ. Sau đó dùng muôi đảo đều. Bổ củi xong rồi, nước cũng gánh rồi. Sao vậy con? Bỗng rồi sao? Cha xem nào, con không sao chứ? Kể từ bây giờ cha nấu cơm được không? Ai thèm ngươi nấu cơm? Đi đi. Ta đi. Mắt của nàng còn chưa khỏi, Phí Nhi thì còn nhỏ quá, nàng muốn nó bị bỗng tiếp sao? Đưa ta. Hôm nay nhà ta có việc, ta đến muộn rồi. Từ nay về sau bà không cần tới, để ta chăm sóc cho họ. Ai cần ngươi chăm sóc?
Thím Trương tới rồi, ngươi đi đi. Để ta nấu cho. Phí Nhi, mẹ coi nào. Phí Nhi, con bị bỏng ở đâu? Tay bị bỏng rồi hay sao? Nào nào, dùng nước tương đi. Dùng nước tương bôi lên đi. Được rồi, từ từ. Cô xem, đã bôi lên chưa? Qua tiên sinh cũng nhiệt tình, chẳng chịu ở yên nhà, suốt ngày xen vào mấy chuyện đánh đánh giết giết. Nguyên quá là đại phu, chàng lên xa trường cũng là để cứu người. Minh Tâm, nếu qua tiên sinh mà quan tâm đến hai mẹ con cô thật, thì đã không bỏ mặc hai mẹ con cô rồi. Tham kiến Ngụy Dương. Chư vị tướng quân, miễn lễ. Ngụy Dương, đã làm theo lời ngài dặn. Chú thuộc hạ đã dỗ trại sửa soạn, lát nữa là có thể hành quân lên đường. Quân lương còn đủ cho bao nhiêu ngày? Không còn nhiều nữa. Mang quân lương chia cho bách tính địa phương, giúp họ vượt qua đói kém trước mắt. Không được đâu Ngụy Dương, quân ta bôn ba đường dài, Quan Vũ dùng khỏe uống mệt, quân ta đã yếu thế rồi. Hơn nữa, số quân lương này quân ta dùng không đủ, làm sao mà đem chia? Xin Ngụy Dương cân nhắc. Phải đấy, quân doanh dưới trướng của ta đã cắt giảm lương thảo của binh sĩ, phía ta cũng như vậy. Ngụy Dương, mặc dù các binh sĩ không nói ra miệng, nhưng đều đói đến kiệt sức. Nếu như xông trận, làm sao mà địch nổi quân đội hổ lang của Quan Vũ? Các người nói xem, bách tính có ruộng để trồng, có sức lao động, nhưng mà tại sao vẫn không được ăn no? Chính vì chiến tranh không ngớt, dân chúng lầm than. Mặc dù có ruộng có đất, nhưng mà lại không được ăn no bụng. Đã đánh trận thì chúng ta đều có trách nhiệm. Mọi người nói xem, chiến tranh làm loạn dân sinh, tại sao quân ta còn phải chinh chiến? Chính là để loại bỏ các cứ, thống nhất thiên hạ, mới có thể giúp người dân an cư lạc nghiệp. Chút lương thực này đối với chúng ta chỉ là thắt lưng buộc bụng, nhưng mà đối với người dân mà nói thì là miếng ăn cứu mạng. Nhưng mà Quỷ Dương, không cần nói thêm, ta quyết ý rồi. May mắn là không có nhiều nạn nhân, không còn đáng lo. Cứ cắt giảm từ khẩu phần của chúng ta đi. Rõ. Nào Ngụy Dương phát lương thực, ai cũng có phần. Đa tạ đa tạ. Ai cũng có phần. Đa tạ Ngụy Dương. Người tiếp theo. Nào người tiếp theo. Đừng nóng vội, tất cả xếp hàng đi. Ngụy Dương phát lương thực, đa tạ. Từ nay các người không phải chịu đói nữa. Đa tạ đa tạ Ngụy Dương. Cảm tạ Ngụy Dương. Phụ thân đại nhân, cầu xin người trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ qua đà được bình an, mạnh khỏe. Đi chậm thôi. Phí Nhi, sao con nhất định phải thăm ông ngoại vào hôm nay? Chúng ta suốt ngày đu đú ở nhà, con muốn đi thăm ông ngoại, cũng xem như ra ngoài dạo chơi một chút. Quyền lệnh đại nhân, Ngô Thành tới thăm ngài đây. Ngô Thành có tội, Ngô Thành đáng chết. Ta thấy lợi tối mắt, trà trộn thứ phẩm vào thuốc cống, mới làm liên lụy đại nhân. Mặc dù ta không cố ý, nhưng cũng không thể dung tha. Đại nhân, ta xin khấu đầu trước ngài, tạ tội với ngài. Cha, cha,
cha đừng như vậy nữa mà. Phỉ Nhi, sao con lại đến đây? Cha đừng như vậy nữa mà. Cha làm sai rồi, cha là kẻ tội đồ. Cha có tội. Khấu đầu, khấu đầu. Cha đừng khấu đầu nữa mà. Phỉ Nhi, cha. Lại đây, Phỉ Nhi. Phỉ Nhi. Phỉ Nhi. Phỉ Nhi à. Đi. Minh Tâm, Minh Tâm. Kể từ ngày hôm nay, cắt giảm lương thực, mỗi ngày một bữa. Nguyễn Dương, tuyệt đối đừng để đói đến kiệt sức. Các ngươi yên tâm, thân thể của Bản Dương là bằng sắt, không chỉ có Bản Dương cần cắt lương thực, các ngươi cũng phải cắt giảm, nhưng mà không được cắt xén lương thực của binh sĩ. Xin tuân lệnh Nguyễn Dương. Đa tạ 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 Nguyễn Dương. Phỉ Nhi. Phỉ Nhi. Lại đây. Hôm nay mẹ con thấy cha đi bái tế, có nói gì không? Nói đi. Nói cho cha biết. Mẹ nhìn ra rồi. Là cha bảo con cố tình đưa mẹ tới, diễn kịch cho mẹ coi. Mẹ còn nói, đã bao nhiêu năm rồi, cha không tốt lên được chút nào hết, còn càng lúc càng bỉ ổi hơn nữa. Mẹ còn nói, được rồi, mẹ còn nói cái gì nữa? Phỉ Nhi, không phải cha nhắm vào con đâu. Con biết đó, cha chỉ muốn tốt cho con thôi, muốn đưa con lên kinh thành, nhưng mẹ con không đồng ý. Hay là vậy đi, con đi với cha được không? Vậy mẹ thì sao? Cô ấy không đi, cha biết làm sao được? Con thì rất muốn theo cha về kinh thành, nhưng mà mẹ không đi, con cũng không đi. Hạ hầu tướng quân, lương thảo trong quân đã sẵn rồi, Nguyễn Dương còn chia cho dân làng. Trong quân sắp hết lương thực, như vậy phải làm sao? Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng cho Nguyễn Dương biết. Chỉ sợ Nguyễn Dương hiểu lầm là chúng ta quán trách nể chi lương thực, nhưng mà không có lương thảo, có giấu Nguyễn Dương cũng được ích gì. Không ngờ Nguyễn Dương lại vì một người ngoài mà trách phạt ta. Chuyện lương thảo ta nhất định phải lập công. Ta phải cho Nguyễn Dương biết ta mới là thần tử một lòng trung thành. Hạ hầu tướng quân có kế gì hay sao? Nơi này cách thuộc quân của Quan Vũ không xa. Nghe nói có một thôn trang chuyên cung cấp lương thực cho Quan Vũ. Sao chúng ta không tập kích thôn trang đó vào ban đêm? Một là có thể bổ sung lương thảo cho quân ta, hay là có thể làm giảm nhuệ khí của Quan Vũ. Hạ hầu tướng quân. 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 Chúc mừng Hạ hầu tướng quân, chúng ta cũng nếm được lương thực của thuộc quân rồi. Hạ hầu tướng quân không hổ là đệ nhất mãnh tướng của Tào gia quân. Trong khoảnh khắc đã đánh vào thuộc doanh, thắng lợi trở về. Thắng thì thắng rồi, tức là lần này không được gặp thuộc quân của Quan Vũ. Chỉ biết được vài thôn dân thông đồng quân địch. Hạ hầu tướng quân, bất kể là thôn dân hay là quân thuộc, bây giờ đã cướp được lương thực. Ngài lập công lớn rồi. Đúng thế. Người đâu? Ta phải lấy hai bao lương thực lập công với Ngụy Dương. Đại ca, phen này tốt rồi, chúng ta có lương thực ăn rồi. Ta còn tưởng chỉ là có lương thảo của Tào Doanh ta thôi là thiếu thốn, không ngờ lương thảo của Quan Vũ cũng thiếu hụt thế này. Dọc đường có phải gặp quân của Quan Vũ hay không? Không hề, chỉ có thôn dân. Nói vậy là để không gặp kẻ nào kháng cự hay sao? Lũ thôn dân đó bọn chúng dám
còn chưa chờ bọn chúng ra tay, ta đã tắm máu nửa con thôn làm gương răng đe. Lũ còn lại quả nhiên đã ngoan ngoãn biết điều, giao nộp lương thực. Người đâu, trói Hà Hậu Dũng lại cho ta. Rõ. Quỳ xuống. Hà Hậu Dũng, ngươi có biết tội không? Quỳ Dương, ta làm vậy là vì lương thảo của chúng ta mà. Hành động như vậy dùng ý thì tốt, nhưng hậu quả tệ hại. Hà Hậu tướng quân là trung thần mãnh tướng, theo chúa công khởi binh từ Tiêu Quận, chinh chiến bao năm đó, mong chúa công khai ân. Chính vì hắn đã theo ta nhiều năm nên hành vi như vậy mới khiến ta càng thêm tức giận hơn. Ta chỉ hỏi ngươi, trong quân đội của ta, các tướng sĩ nên cư xử với bách tính thế nào đây? Không được lạm sát người vô tội, không được ức hiếp kẻ yếu, không được cướp bóc của cải, không được hủy hoại trang gia. Đủ rồi, ngươi vi phạm nhiều quân quy như vậy, nên xử trí thế nào đi? Theo luật, đáng chém. Chúa công, Hạ Hầu tướng quân là lão thần trong quân, công lao công sức nhiều không đếm xuể, xin chúa công khai ân. Bất kể thế nào, lần này Hạ Hầu tướng quân đã thắng thuộc quân một trận nhỏ, cũng đã khích lệ cho sĩ khí của quân ta. Hạ Hầu Dũng, ngươi tàn hại bách tính, lạm sát người vô tội, có đáng chết hay không? Đáng. Tốt, cũng tính là trang hảo hán. Chém. Rõ. Đi. Hà Hậu Dũng huynh đệ, chuyện ngày hôm nay xin đừng trách ta. Từ hồi Đổng Trác bao vây Tiêu Quận, đệ đã theo ta dọc đường Nam Chinh Bắc Chiến, giàu sinh ra tử. Ta há có thể không biết đệ hết mực trung thành với ta. Chuyện ngày hôm nay nếu không nghiêm trị, một là khó duy trì quân pháp, hai là làm trái ý nguyện xuất binh của chúng ta. Huynh đệ tốt, hãy ra đi thanh thản. Minh Tâm, thiếm trương nói một lời không phải với cô. Mặc dù Ngô Thành có lỗi với cô, nhưng dù sao cũng là từ ngày năm trôi qua rồi. Hơn nữa, dù cô có tức giận làm ngơ Ngô Thành suốt cả đời, thì cô cũng phải nghĩ cho Phía Nhi một chút. Hơn nữa, mắt của cô còn không tốt, ngộ nhỡ mà có mệnh hệ gì, Phía Nhi ở một mình ai chăm sóc? Thiếm trương, thiếm đừng nói nữa, ta chăm sóc được Phía Nhi. Phía Nhi, Phía Nhi đâu rồi? Phía Nhi, Phía Nhi à, Phía Nhi, Phía Nhi à, cắn, cắn nó đi, cắn nó, cắn, cắn nó đi, cắn chết nó, cho ta xem với, lên, cho ta xem với, được quá, cắn đi, cắn nó đi, hay lắm, cắn đi, cắn chết nó, cắn chết nó đi, thua chưa, được, ngươi xem đó, được, ta dám chơi dám chịu, nhưng ta có một thỉnh cầu. Nói, ta muốn mua tướng quân đầu đen của ngươi. Ngươi mơ sao? Ta bỏ cái giá này, một đỉnh bạc, 10 đỉnh, lẽ nào là 100 đỉnh? Đúng. Thật sao? Nếu ngươi chịu bán cho ta, ta lập tức sai người làm về nhà lấy tiền. Vậy tướng quân đầu đen của ta, đứng yên, đừng động vào tướng quân đầu đen của ta. Ta cho ngươi biết, tướng quân đầu đen của ta trị giá 100 đỉnh bạc đó.
chạm mặt thôi. Đúng, nhấc lên từ từ đi. Chết rồi, tướng quân đầu đen của ta. Tướng quân đầu đen, 100 đỉnh bạc của ta. Tướng quân trường thắng của ta. Chạy đi đâu? Đền tướng quân đầu đen cho ta đi. 100 đỉnh bạc của ta. Ngươi là con nhà ai? Khóc khóc, khóc cái gì? Ngươi biết không, tướng quân đầu đen của ta trị giá 100 đỉnh bạc đó. Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Cho qua nhờ, cho qua nhờ đi. Phí Nhi, mẹ. Phí Nhi, mẹ. Quỳ xuống, cũng đứng hay sao? Phí Nhi, mẹ. Con ta nghịch ngợm quá. Về nhà ta nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt. Xin ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp một đứa trẻ con. Đại nhân đại lượng, đừng chấp một đứa trẻ con. Cô biết không, đó là con giấy tốt nhất ta từng gặp đấy. Để huấn luyện tướng quân đầu đen mà ta dốc hết bao nhiêu công sức. Cô có biết nó giá trị như thế nào không? Mẹ ơi, đừng sợ. Phí Nhi làm chết con giấy của ngài, bọn ta đền. Nhưng 100 đỉnh bạc. Phải đấy, 100 đỉnh bạc không phải tống tiền hay sao? Ai tống tiền chứ? Phải đấy, ai tống tiền? Lúc nãy tất cả mọi người đều thấy rồi, có người chịu bỏ 100 đỉnh bạc mua lại tướng quân đầu đen của ta. Mọi người đều thấy hết rồi đúng không? Đúng, có nghe. Có nghe rồi. Nhưng chúng ta là cô nhi quả mẫu, đi đâu mà kiếm nhiều tiền như vậy? Được rồi, đừng có nói thừa nữa. Cô nhi quả mẫu thì làm sao? Đền. Nào nào, tránh ra tránh ra. Ai là cô nhi quả mẫu? Ngô đại nhân, chỉ là 100 đỉnh bạc thôi. Người đâu? Phí Nhi là con trai của ta, Minh Tâm là mẹ của nó. Từ nay khách sáo với bọn họ vô. Có ngân lượng rồi sẽ thả người ngay. Không, trả ngân lượng cho hắn đi. Cái này không liên quan gì đến mẹ con ta hết. Dựa vào đâu mà nhận tiền của hắn? Trả lại mau. Được. Vậy bây giờ cô có trả nổi hay không? Nói thì dễ lắm. Ông chủ Ngân, ta có tay có chân, ta có thể giặt giũ nấu cơm cho ngài. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, bù 100 đỉnh bạc này cho ngài. Cái kiểu chấp chấp giá giá đó của cô, để đến năm nào mới trả hết được cho ta? Minh Tâm, đừng cố chấp nữa. Phí Nhi gây họa, phải để cho người cha ruột này bồi thường thay cho nó. Ta thế chấp căn nhà của ta và Phí Nhi đang ở cho ngài. Như vậy đủ chưa? Minh Tâm, cô điên rồi. Thế chấp căn nhà cho ngài ấy, cô và Phí Nhi sống ở đâu? Dù ta và Phí Nhi có đi ăn xin, cô sẽ không nhận một đỉnh bạc của hắn đâu. Dù cô chấp nhận như vậy, nhưng căn nhà đó là của Qua Đà, cậu ấy có đồng ý không? Yên tâm đi, Qua Đà chắc chắn sẽ tán thành bọn ta làm như vậy thôi. Mẹ, mẹ cẩn thận ngưỡng cửa đó. Cẩn thận. Mẹ, đi thôi. Cẩn thận bật thềm đó mẹ. Minh Tâm, nàng xem mẹ con nàng bây giờ không nơi nương tựa. Thôi thì theo ta về kinh thành đi. Minh Tâm, thôi vậy. Nàng không muốn đi cùng với ta, vậy thì thôi. Số ngân lượng này, nàng hãy tìm một quán trọ ở tạm, được không? Nào, Phí Nhi, cầm tạm đi.
Minh Tâm, dù nàng không muốn ở cũng phải nghĩ cho Phiến Nhi chứ. Khởi bẩm chúa công, có chuyện vui, mau mau trình báo. Quan Vũ trúng tên, đã trốn về Thục Doanh. Trúng tên thôi mà, không tới hai ngày là có thể chiến đấu nữa. Có gì đáng vui? Mũi tên Quan Vũ trúng không phải mũi tên bình thường, mà là tên độc. Tên độc, nếu không có lương y, chỉ trong mấy ngày hắn ta sẽ mất mạng. Tự ý quyết định tẩm độc vào tên, thắng cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà địch mạnh trước mắt, đôi khi cũng vì bất đắc dĩ. Đã tới nước này rồi, truyền lệnh của ta mấy ngày nay đóng cửa đình chiến, đợi Quan Vũ trúng độc qua đời, hắn thẳng tay tiêu diệt đám dư đảng còn lại. Rõ. Cái gì? Quan Vũ bị trúng tên độc? Đúng. Nếu không ngoài dự đoán, Quan Vũ không còn sống lâu nữa. Vết thương thế nào chứ? Đây là kịch độc, y thuật của tiểu nhân có hạn thôi, chỉ khống chế được độc tố nhưng mà không chữa trị được. Nếu như không có đại phu giỏi, em là tướng quân, nghe nói Qua Đà ở Tào Doanh, từ lâu nghe nói Qua Đà có y thuật cao siêu, nếu có thể mời được hắn, thương tích của tướng quân nhất định sẽ chữa khỏi thôi. Quan Vũ bị trúng tên độc, ta phải đi thăm huynh ấy. Để cũng coi là thật sao? Sao vậy? Lẽ nào là giả? Quan Vũ dũng mãnh, giết rất nhiều đại tướng của Tào quân ta. Tào quân ta sĩ khí sa sút, bởi vậy ta mới tung tin giả nói Quan Vũ bị trúng tên độc. Như vậy mới có thể chấn hưng sĩ khí, khiến cho binh sĩ quân ta dẹp bỏ e ngại, ổn định lòng quân. Là huynh tung tin giả thật sao? Lời của bản dương nói, đệ không tin hay sao? Ta biết rồi, vậy ta quay về trước. Người đâu? Có. Canh chừng Qua Đà cẩn thận, đề phòng bị kẻ khác cướp đi. Dân. Không tồi, quả thật không tồi. Chỉ dùng một con dế đã đổi lấy cả một căn nhà. Ngô đại nhân cao tay, Ngô nhị bái phục. Nào Ngô đại nhân, xin mời. Nào nào, rót đầy rót đầy. Ngươi có được nhà của ngươi, ta có được con của ta, đều là dựa theo kế hoạch của ta làm từng bước một. Nhưng mà ta thật sự không ngờ Minh Tâm lại quật cường như vậy. Ta không thể ngờ được quấy hận ta sâu sắc như vậy. Phải đấy, ai mà ngờ nhìn cô ta mong manh yếu đuối, ai ngờ lại giàu chủ kiến như vậy chứ. Ngô đại nhân, chắc đó chính là ngoại nhu nội cương. Ngoại nhu nội cương, thứ mà Ngô Thành ta muốn chiếm, chuyện ta muốn làm, còn chưa đến lượt Minh Tâm đó ra tay ngăn cản đâu. Mẹ ơi, ăn bánh đi. Mẹ không đói, Phí Nhi ăn đi con. Mẹ gạt con thôi. Mẹ đã cả ngày không ăn gì rồi. Mẹ đói lắm. Mẹ không đói, Phí Nhi ăn đi. Phí Nhi ăn nhiều một chút mới cao lên được. Mẹ không ăn, con cũng không ăn nữa. Phí Nhi ngoan đi con. Không, mẹ ăn đi. Được. Mẹ ăn.
Con ăn nhiều một chút nha. Ngồi đàn dân, nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi. Mẹ ơi, đừng sợ, có con rồi. Mẹ không sợ, mẹ có Phí Nhi rồi mà. Con có mẹ, con cũng muốn có một người cha. Con cũng muốn có một gia đình. Phí Nhi, mẹ đưa con đi tìm Hoa Thúc được không? Hoa Thúc của con là người tốt, Thúc ấy nhất định sẽ coi con như con trai ruột của mình mà.